Kính chào quý khách hàng và quý bà con nuôi tôm của Đại Thành. Vừa qua chúng tôi đã giới thiệu về hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tôm nuôi Quảng Canh chậm lớn, đó là nguồn giống và thức ăn tự nhiên trong môi trường tôm nuôi. Hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng và quý bà con nuôi tôm Quảng Canh cái quy trình nuôi tôm Quảng Canh của Đại Thành. Kính mời quý khách hàng và bà con nuôi tôm theo dõi. Đại Thành quan trọng từ khâu chất lượng con tôm giống. Tôm sú giống hai giai đoạn Đại Thành là nguồn tôm sú chất lượng cao, 100% giống được kiểm dịch hoàn toàn các loại bệnh như đốm trắng, đầu vàng, sồi và các bệnh khác. Tôm bót được thường dưỡng trong các ao đất ngoài trời từ 12 ngày trở lên trước khi xuất bán cho du nuôi Quảng Canh. Quy trình thường dưỡng tôm bót của Đại Thành là quy trình sinh học hoàn toàn. Chúng tôi cam kết hoàn toàn không sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh trong quá trình phòng và trị bệnh cho tôm nuôi. Tất cả những đặc điểm trên giúp tôm chân giống hai giai đoạn Đại Thành có những ưu điểm vượt trội khi thả nuôi cho ao nuôi Quảng Canh như sau. Tôm đạt kích cỡ tối thiểu từ 10.000 con trên 1 kg trước khi xuất thả cho dung nuôi. Tôm giống khỏe mạnh khi mang đến ao nuôi Quảng Canh để hạn chế bị hao hụt bởi các loại cá tạp. Tôm giống phải có sức đề kháng tốt và thích nghi tốt với môi trường ao nuôi Quảng Canh của bà con do đã được thuần dưỡng trong các ao đất ngoài trời hoàn toàn. Tôm được thuần độ mặn thích hợp với vuông nuôi Quảng Canh, ngay cả vuông nuôi của bà con có độ mặn thấp hay mô hình kết hợp tôm lúa. Tỷ lệ hao hụt thực tế của tôm giống hai giai đoạn Đại Thành trong khi thả cho vuông nuôi Quảng Canh đã được theo dõi thực tế là dưới 20%. Quy trình nuôi tôm Quảng Canh của Đại Thành trên diện tích 1 hectare được mô phỏng như sau. Mật độ thả nuôi thích hợp, tôm giống Đại Thành là 7.000 con tôm giống cho 1 hectare. Có thể thả nối những đợt sau cách nhau từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi với mật độ là 5.000 con cho 1 hectare. Trước khi thả tôm giống Đại Thành, bà con nên lấy nguồn nước sạch và giàu dinh dưỡng qua túi lọc để hạn chế các loại cá tạp, các loại giáp sát gây hại cho tôm như tép rong, còng, ốc đinh. Sau khi lấy nước từ 1 đến 2 ngày, bà con và quý khách hàng đến xử lý vôi đá để hạ phèn cho ao tôm nuôi, cũng như làm giảm những chất lơ lửng trong nước, giúp nâng pH ao nuôi lên mức thích hợp cho tôm từ 7.5 đến 8.5. Sau đó xử lý trừ 1 đến 2 lần sản phẩm vi sinh bột bã mía Đại Thành Bioblock với liều lượng là 3 bao 10 kg cho vuông nuôi để gây tảo có lợi, gây màu nước đẹp ổn định cũng như là gây nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm nuôi. Sau đó bà con có thể thả tôm giống được rồi. Nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm nuôi có thể là các hạt bột bã mía có trong sản phẩm, các sinh vật như các loại ốc, ốc gạo, trùng chỉ được kích thích sinh sôi trong môi trường ao nuôi Quảng Canh nhờ vào sản phẩm vi sinh bột bã mía Đại Thành. Sau khi thả tôm giống Đại Thành, bà con nuôi tôm nên định kỳ bón sản phẩm vi sinh bột bã mía Đại Thành Bioblock 7 ngày một lần với liều lượng là 2 bao cho 1 hectare ao nuôi, nhằm để duy trì ổn định màu nước, làm sạch môi trường ao nuôi cũng như là tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm nuôi nhanh sinh trưởng đến khi thu hoạch. Trong quá trình nuôi tôm Quảng Canh, khi thời tiết mỗi khi thay đổi như nắng, mưa, quý khách hàng và bà con nên thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường quan trọng như pH, độ mặn để kịp thời xử lý các chế phẩm vi sinh hay xử lý vôi đá để ổn định môi trường ao nuôi khi cần thiết. Quý khách hàng nuôi tôm có thể bổ sung các sản phẩm như cám gạo lên men với các chế phẩm vi sinh để làm bổ sung thêm thức ăn cho tôm nuôi khi cần thiết để gia tăng tốc độ sinh trưởng của tôm nuôi cũng như là gia tăng hiệu quả của vụ nuôi tôm. Quy trình nuôi tôm Quảng Canh của Đại Thành giúp gia tăng hiệu quả của vụ nuôi Quảng Canh một cách bền vững nhờ vào các hiệu quả như sau. Tôm nuôi nhanh lớn nhờ được chọn lọc kỹ từ khâu con giống và thức ăn tự nhiên đầy đủ cho tôm nuôi trong môi trường tự nhiên. Thời gian thu hoạch tôm từ 1,5 tháng đến 2 tháng.
tôm trung bình về size từ 25 con đến 35 con trong 1 kg trong khoảng thời gian này. Sau đó, tôm vẫn có thể có khả năng về kích cỡ lớn hơn, từ 5 đến 10 con 1 kg. Tôm nuôi lớn nhanh giúp giảm thiểu rủi ro và gia tăng lợi nhuận cho vụ nuôi tôm quảng canh. Trên đây là bản hoạch tính hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm quảng canh của Đại Thành. Các chi phí trong vụ nuôi bao gồm, chủ yếu bao gồm giống cho 1 hecta là 7.000 con, sản phẩm vi sinh bột bã mía Đại Thành sử dụng cho 1 hecta thời gian 2 tháng, trung bình là 21 bao sản phẩm. Các chi phí khác bao gồm vôi đá hay mật đường rỉ đường hay là các sản phẩm cám gạo lên men. Ước lượng cho 1 hecta trong khoảng thời gian nuôi là 3 triệu đồng. Sau 2 tháng thì tôm nuôi của quý bà con theo quy trình Đại Thành sẽ về size 30 con 1 kg, với tỷ lệ hao hụt là dưới 20%. Ước lượng sản lượng thu hoạch trên 1 hecta của quy trình này là 185 kg. Từ đó lợi nhuận của mô hình thu được trong 1 hecta là 20.720.000. Quy trình nuôi Đại Thành không sử dụng các loại hóa chất kháng sinh mà sử dụng các chế phẩm sinh học cũng như là các sản phẩm hữu cơ, giúp cho môi trường nuôi dần phục hồi các khoáng chất, các màu mỡ cho đất đai, giúp cho hiệu quả các vụ nuôi sau được bền vững. Trên đây là chia sẻ về quy trình nuôi tôm quảng canh hiệu quả của công ty trách nhiệm sản xuất thương mại thủy sản Đại Thành. Để hỗ trợ và đồng hành cùng quý bà con nuôi tôm thực hiện tốt cái quy trình nuôi tôm quảng canh theo hướng dẫn của công ty chúng tôi, thì chúng tôi có chương trình hỗ trợ bà con như sau. Thì khi quý khách hàng nuôi tôm quảng canh đặt mua tôm giống hai giai đoạn của Đại Thành thì công ty sẽ hỗ trợ hoàn toàn cái sản phẩm vi sinh bột bã mía Đại Thành Bioblock trong suốt quá trình nuôi, và thường xuyên tư vấn, kiểm tra, hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật cho bà con thực hiện quy trình đến khi thu hoạch tôm thành công. Thì chúng tôi rất là mong nhận được nhiều sự chia sẻ, đóng góp cũng như là mọi nhu cầu về cái tư vấn thực hiện mô hình nuôi tôm quảng canh Đại Thành. Thì bà con và quý khách hàng có thể liên hệ chúng tôi qua số điện thoại là 0978 691 509, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại thủy sản Đại Thành, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, chi nhánh tại Bạc Liêu là ấp 3, xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Xin kính chúc quý khách hàng và quý bà con nuôi tôm một vụ mùa nuôi tôm thắng lợi.